nhớ ra rồi Kem ạ. Chị đã từng nghe một câu chuyện về bạn Nốt Rê rồi. Kem có muốn nghe thử không? Có chứ ạ, chị kể đi ạ. Chúng ta bắt đầu nhé. Ngày xưa, tại một đồng cỏ hẻo lánh, có một chú dê mẹ gọi con mình về nhà ăn cơm, nên gọi rất là to. Dê con ơi, dê ơi, về ăn cơm đi con. Một chú dê con lon ton chạy về. Nhưng điều bất ngờ là đi theo sau chú là một nốt nhạc, chính là bạn Nốt Rê, cũng nhảy tưng tưng đi về theo phía dê mẹ. Dê con và dê mẹ nhìn nhau ngạc nhiên. Nốt Rê nhảy tưng tưng lên kêu: Rê, rê, rê. Dê mẹ lắc đầu: Ta gọi là dê, dê con ơi, dê cơ, chứ không phải là rê. Ta không gọi cháu, chắc là cháu nhầm rồi. Thế nhưng nốt nhạc dầu dĩ quay sang trái phải mà vẫn kêu lên: Rê, rê, rê. Lúc đấy dê mẹ liền an ủi: Thôi được rồi, chắc cháu đi lạc đường, vào đây rồi ăn cơm nào. Thế là từ đó Nốt Rê sống trong nhà cùng với dê mẹ và dê con. Ôi trời, sao Nốt Rê lại nhầm lẫn dê với dê được nhỉ? Thật là kỳ lạ. Ui Chanh ơi, cậu cũng đang nói nhầm cái kìa, phải là rê. Kệ Chanh chị ơi, chị kể tiếp đi ạ. Thế rồi Nốt Rê kia như thế nào ạ? Được rồi, chị kể tiếp nhé. Mặc dù cùng với dê con chơi đùa hàng ngày rất là vui vẻ, nhưng mà cứ đến buổi tối, Nốt Rê của chúng ta lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn xa xăm buồn bã. Rồi một ngày nọ, dê con đi theo mẹ đi học, để lại Nốt Rê ở nhà một mình. Dê con cũng buồn lắm, thầm hứa sẽ học thật nhanh, còn về sớm chơi với Nốt Rê. Dê con và dê mẹ đi qua rất nhiều ngọn núi, đến thị trấn bên kia thì thấy có một đám đông đang tụ tập rôm rả. Dê con kéo mẹ đến gần đòi xem thì thấy có một bạn khóa son đang nhảy trên bục cao, cất giọng cao vút và nói: Chúng tôi đang bị thất lạc một người anh em, một người bạn vô cùng thân thiết. Mọi người nếu gặp xin hãy đưa bạn ý đến gặp chúng tôi ngay ở chân núi. Chúng tôi xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Có người chợt hỏi: Phải có hình dáng thì chúng tôi mới biết được mà tìm chứ. Lúc đó bạn khóa son gọi: Các bạn ơi, hãy ra đây nào. Đây chính là chỗ mà người bạn của chúng tôi ở đây. Người bạn ý có đôi tay rất là to khỏe, các bạn sẽ dễ nhận ra bạn ý thôi. Dê con nghe thấy vậy liền vội vã chạy như bay về nhà, kéo theo Nốt Rê đi đến chỗ khóa son. Nốt Rê lúc đó đang chờ ở nhà thì chợt nhìn thấy dê chạy về, hất mình lên cái lưng của dê và chạy vội đi. Đến nơi, Nốt Rê gặp lại khóa son thì liền mừng rỡ, nhảy tót lên, gắn vào chỗ trống của khuôn nhạc. Các bạn nốt nhạc cũng mừng rỡ chào đón bạn ý đã trở lại. Sau khi vui mừng với gia đình mình, Nốt Rê quay lại, ôm lấy bạn dê con và kêu lên: Rê, rê. Dê con cũng gắng cười và kêu lên: Bê, bê. Từ đó về sau, hai người bạn chia tay nhau, nhưng dê con và Nốt Rê vẫn luôn nhớ về nhau và mãi là hai người bạn dù có ở cách xa nhau đấy. Wow, một câu chuyện thật là cảm động. Em khóc rồi đấy. Các bạn ấy không được gặp nhau nữa sao? Chị nghĩ là dù không gặp nhưng mà họ vẫn luôn nhớ về nhau và luôn nhớ tới những khoảng thời gian và những kỷ niệm vui vẻ bên nhau. Thế nên họ vẫn rất là vui vẻ đó. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng chị vui vẻ và hát bài ca về Nốt Rê các em nhé. Vâng ạ.